Xin chào bạn, nay chúng ta nói đến cái vấn đề đó là Du Viet Nam tuyển cộng tác viên group Facebook. Cái này để làm gì? Trước hết ý, tuyển cộng tác viên tức là các bạn có thể thấy như kiểu là mấy cái người quản trị viên hay nhiều kiểm duyệt viên trong một cái nhóm Facebook ấy, nó giúp duyệt bài này, gỡ những cái tin nhắn phản cảm này, tránh mâu thuẫn các thứ. Nói chung là mấy cái thằng đấy nó rất là vất vả ấy. Mà hôm nay Du Viet Nam nó tuyển, và trong 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 cái này này thì Du Viet Nam nó có một cái nhóm Facebook, cái nhóm đấy nó rơi vào tầm hơn 40.000 thành viên nhá, nên là nó tuyển cộng tác viên cho cái nhóm đấy. Trước hết ấy, đăng ký thông tin tại cái link này, nếu mà các bạn có nhu cầu thì các bạn có thể đăng ký, chắc là cũng sẽ có người đăng ký thôi, bởi vì cái này rất là lợi nếu mà các bạn chơi Du Viet Nam ấy. Cùng hỗ trợ Du Viet nha các bạn về thủ. Thứ nhất, thời gian nhận hồ sơ là từ 12 tháng 7 đến hết ngày 30 tháng 7, tức là nó rơi vào tầm 18 ngày đúng không nhỉ? Rơi vào tầm 18 ngày. Lọc hồ sơ và liên hệ hệ thống phỏng vấn khi ứng viên phù hợp đã điền xong thông tin, vui lòng cung cấp đúng thông tin nhé. Mấy cái thằng này kiểu nó tin cốt thế nhỉ. Thứ hai, mô tả công việc, group duyệt bài, chặn quảng cáo, thời gian làm việc, thời gian rảnh online bất kỳ lúc nào, tức là mình sẽ sử dụng trực tiếp Facebook của mình ấy để nó tương tác với cái group Facebook kia. Đây, thứ ba, ưu tiên những ứng viên có tinh thần trách nhiệm trong công tác, trong công việc và tuân thủ quy định, hòa đồng, dễ thương, dễ mến với các thành viên trong cộng đồng, không liên kết lộ thông tin bất kỳ lộ thông tin cá nhân, nhóm chơi khác, không thuộc bộ phận công việc, không lợi dụng quyền group để hỗ trợ sai. Nói chung là cái này nó cũng chỉ là một cái hình thức ấy, nó tìm người để quản lý cái group Du Viet Nam. Ví dụ bây giờ mình có một cái group này này thì nó sẽ cho phép người ta ấy, sẽ cho phép các bạn quản lý. Ví dụ các bạn có thể gỡ cái bài này bất kỳ lúc nào nhé, khi các bạn được làm quản trị viên hay là cái cộng tác viên gì đấy, các bạn có thể gỡ một số cái bài rất là dễ này, ví dụ như một số cái comment phản cảm các bạn gỡ hết ok nhé. Hoặc là nó có khá nhiều quyền trong cái này, nó chỉ là trong trong nhóm Facebook thôi chứ nó không ảnh hưởng gì. Khả năng ấy, nó có thể là trong cả cái page Du Viet Nam này nữa. Đây là page Facebook, khả năng nhá, nó có thể là kiểm duyệt một số cái bình luận hoặc là đăng bài trong cả cái page Du Viet Nam này nữa. Nếu mà khả năng lại nếu mà được như vậy thì nó sẽ rất là lợi các bạn. Nếu mà chơi thì kiểu các bạn sẽ kiểu con ông cháu cha ấy, kiểu mấy thằng kiểu làm như vậy kiểu đúng con ông cháu cha luôn ấy. Rồi tiếp theo, bốn chế độ, được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp vui vẻ nhưng nghiêm túc, được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp vui vẻ nhưng nghiêm túc, khả năng cái này làm việc online các bạn. Cái này chắc là làm online thôi chứ bây giờ nếu mà làm offline ấy, làm offline thì phải trả lương bằng tiền, lương trả game theo tháng, đeo phỏng vấn cái gì nhỉ trao đổi lúc phỏng vấn à. Nếu mà lương game trả theo tháng ấy thì khả năng cái này này nó chỉ là làm online thôi, nó sẽ không phải làm offline đâu. Chứ bây giờ thằng nào rảnh mà làm offline được game trong game đúng không? Game trong game thứ nhất là không bán được, thứ hai là nó sử dụng rất là hạn chế, nên là khả năng ý, cái này chỉ làm online nhé, dành cho bạn kiểu nếu mà rảnh ý, các bạn có thể vào Facebook này này, các bạn lướt lướt mấy bài xong thấy thằng nào comment ngứa tay các bạn ban nó đi, hoặc là các thứ các bạn thấy mấy thằng chửi nhau các bạn ban chúng nó dẹp loạn các thứ đấy. Đấy gọi là chắc là cộng tác viên như vậy. Năm, số lượng cần tuyển một bạn trực group vãi trưởng, tuyển đúng một bạn đăng một cái bài. Trời đất ơi cái này tuyển có một người thôi bạn, kiểu tuyển có một bạn trực group, chắc là trực cái group của Du Viet Nam này, cái group này này, cái group đâu đó 40.000 thành viên ấy, chắc là nó đây này. Ví dụ trong này có một số cái thằng nó hay chửi nhau hoặc mấy thằng gây gu ấy thì chắc là ban mấy thằng đấy thôi. Chắc là sẽ xong này. Cái group này thì là 40.000 thành viên nhá, khá là quyền lực các bạn. Các bạn có thể vào tương tác, chắc là sẽ không vào được cái trang Du Viet Nam ấy đâu, bởi vì cái trang Du Viet Nam ấy thì nó liên quan đến cái vấn đề hỗ trợ các thứ cơ, còn nhóm Facebook chỉ là trao đổi thôi. Tiếp theo là hồ sơ dự tuyển, đăng ký vào cái link này. Zugi sẽ chủ động liên hệ và trao đổi một số vấn đề công việc, bài thủ có hồ sơ phù hợp cùng đăng ký ủng hộ Zugi nhé. Để mình đăng ký đã. Câu trả lời của bạn đổ tiền ra. Cái này chắc là kiểu không được duyệt đâu, bởi vì là trước ấy trước mình không có thiện cảm cho mấy. Nhập câu trả lời của bạn. Kiểu có một số đứa nó không có thiện cảm với mình ý, nên là chắc là sẽ không được. Không phải một số người trong, nhưng mà kiểu một số người chơi game ấy nó sẽ không có thiện cảm với mình. Vì thế khi mình mà làm như vậy, mấy cái thằng comment bậy bạ chết hết. Thật đấy, như kiểu trong cái group của mình ấy, trong cái group Facebook của mình có thằng nào được chửi thề đâu, thằng nào được chửi bố mẹ nhau đâu. Kiểu mình ghét mấy thằng chửi thề, ghét mấy thằng chửi bố mẹ nhau ấy, nên là mình sẽ ban hết mấy thằng đấy. Nếu mà kiểu mình trúng tuyển ấy, chết mấy thằng đấy với mình, cứ mang bố mẹ nhau ra chửi là chúng mày xác định. Nơi ở hiện tại Cầu Giấy, cái gì nhỉ, quận Cầu Giấy đúng không? Cầu Giấy, tỉnh Hà Nội. Đúng không nhỉ? Giới tính nam 032 0834 này.
Facebook nhập nhấp vào trang Facebook cái copy URL sau vui lòng sử dụng Facebook chính. Facebook chính là Facebook này chứ Facebook nào nữa. Rồi ok, để mình ứng tuyển nhá, xem nếu mà trúng thì chúng ta lại có một bước tiến mới đấy. ID tài khoản. ID tài khoản cái này thì phải vào game mới check được ạ. Các bạn muốn check ID tài khoản ấy để mình chỉ ra một cách nhá. Nếu mà muốn check ID tài khoản ấy thì nó có nhiều. Nhưng mà kiểu hình như giờ khả năng tài khoản VIP thì nó được ưu tiên hơn nhỉ? Giờ kiểu mình đi ăn xin cái nick nào VIP VIP rồi mình ném ID của nó vào nhỉ? Bởi vì khả năng ý, nếu mà nick các bạn VIP các bạn sẽ được ưu tiên. Cái ID này này thì nó ở trong game cơ, các bạn phải vào game thì mới biết được. Mà hiện tại cái nick của mình đang cho thuê ấy, cái thằng thuê nick thì hôm nay kiểu nó nghỉ cả ngày nên là nó đang ngồi chơi rồi. Để mình ném lại cái nhỉ. Đây nhá, ví dụ các bạn muốn đăng ký ứng tuyển ý mà không biết ID ở đâu ý thì mình chỉ cho cái ID này này. Ví dụ vào mở một cái nick đi nhỉ. Chết, nắm nick quá. Toàn nick đi ăn xin. Kiểu người ta nhờ mình giao dịch trung gian ý, xong mình nưu nó vào. Có khi nào vào chơi kém cũng được. Đâu nhỉ, ID thì nó ở đây nhá. Ví dụ nếu mà giờ ID VIP, lấy cái ID VIP 10 khè cho sợ nhỉ. Chứ giờ ID, đây này, ID nhá, ZM chấm, ZM tức là Zing nhá. Còn nếu mà dùng tài khoản Facebook thì nó là Facebook chấm, ZM chấm 21, à nhầm, ZM này, chấm 61214253. Đấy, đấy là gọi ID các bạn nhá. Còn đôi lời giới thiệu, ID chắc là mình sẽ lấy cái ID chính cơ, mà ID chính bây giờ vào nick kia lại không vào được. Đôi lời giới thiệu về kinh nghiệm game du hết năm, đã từng chơi game xuyên đêm đến tận sáng đấy. Ngày trước mình toàn dậy tầm 4:20 sáng, lúc đấy là game bảo trì xong nhá. Có thể mình sẽ dậy sớm hơn nhưng mà ngày xưa là hầu như mình sẽ dậy từ 4:20 sáng. Lúc đấy thì một số cái chức năng của game nó hoạt động bình thường ấy. Nên là mình dậy vào 4:20 sáng là nó xong bảo trì một số cái server gì đấy. Xong mình cày trứng thật ra cho người ta ấy. Tầm mấy tháng liền dậy tầm 4 giờ sáng cày trứng thật ra. Sợ thật. Đến tận sáng, hồi đấy kiểu còn đam mê ấy. Có làm kênh chơi game Yugi H5 là K71A. Hiện tại đã bán kênh K71A và đang quản lý kênh K71B. Mong được trúng tuyển để cống hiến cho game nhiều hơn. Ok, mỗi ngày bạn thường online vào khung giờ nào? Mỗi ngày thường online khung giờ nào này? Nếu mà chúng ta online mỗi ngày tôi online rất nhiều từ 5 giờ chiều, à đâu 5 giờ chiều đến 17 giờ 1 phút à? Thôi viết vậy nó không trống tiện đâu. Tức là online rất nhiều vào thời gian này và có thời gian rảnh khá nhiều đấy. Thế là mình sẽ ghi lại cái đề nhé. Nó là ZM chấm nhưng mà giờ vào game thì nó lại giờ vào game thì cái thằng kia nó đang chơi. Ý giời. Thế là cái này để mình gửi sau nhé. Cái này gửi thì nó sẽ xong được ạ. Tại cái nick của mình bây giờ cái người người ta đang thuê đang chơi ấy, tự nhiên mình đang đột nhập vào nó hơi mệt. Thôi không sao, lấy cái ID ra nhé. Lại có người trong game này. Chết thật. Thôi quit nhá. Không sao, thua một trận không sao cả, lấy cái ID cái. 62885962885962885959 62885962885959 62885959 này. Nó xin cái ID đã. Thằng này nó spam nhiều quá. 62885971871, ok. 7. Thế là xong các bạn. Đây, đây là cái hồ sơ cộng tác viên Pro VIP Yugi H5 đời đầu tiên. Sau đó kệ ấn gửi nhá. Đây, nay chắc là game kiểu hứng thú ấy, kiểu cái group đã gửi phản hồi của bạn. Cầu xin trúng tuyển, ok nhá. Chắc là game kiểu sắp có bước tiến mới nên là tuyển cộng tác viên để duyệt bài các thứ ấy. Nên là thôi ứng tuyển cho vui.